Tổng thư ký NATO gặp Ngoại trưởng Ukraine bàn về khủng hoảng Crimea, tin từ Brussels. Tổng thư ký NATO, ông Anders Rasmussen, đã gặp quyền Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Desjtsya vào ngày hôm nay tại Brussels, trong khi căng thẳng với Nga về vấn đề bán đảo Crimea đang dâng cao. Ông Rasmussen đã lên án cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Crimea vào hôm qua, nói rằng nó làm suy yếu những nỗ lực quốc tế để tìm một giải pháp hòa bình và chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine và vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế. Người Crimea đã chọn tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga, với các nhà lãnh đạo Crimea tuyên bố một kết quả bỏ phiếu theo kiểu Liên Xô với gần 97% ủng hộ. Kiev đã cáo buộc mặt tư khoa nhanh chóng tăng cường lực lượng vũ trang trên bán đảo Crimea, và NATO đang tự hỏi làm thế nào để giúp Kiev mà không gây ra một thế chiến thứ ba trước nguy cơ Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công rộng lớn hơn nếu ông Putin cho rằng Tây Phương sẽ không dám phản ứng mạnh, trong khi ông ta đang tìm cách khôi phục lại sự kiểm soát của mặt tư khoa trong thời Liên bang Xô Viết cũ. Hiện tại, công cụ chính của Tây Phương chỉ là gia tăng cô lập ngoại giao và trừng phạt kinh tế, có thể làm suy yếu nghiêm trọng nền kinh tế đang bị trì trệ của Nga.